Hello cả nhà nhé, tiếp tục lên sóng cho em một em đài cassette hàng nhà bãi đến từ thương hiệu La Tiona tông màu đỏ rất là đẹp anh em nhé. Kích thước em này là chiều ngang này là tầm 40 cm, chiều cao là 12 cm và cái độ sâu ở tầm 10 cm anh em nhé, rất đẹp xuất sắc luôn, thương hiệu quá đẳng cấp anh em nhé. Anh em căn cứ vào kích thước có thể tính được cái độ vị trí đặt của anh em ở trong cái tủ kệ trưng bày anh em nhé. Nhắc lại cho em là chiều ngang là 40, chiều cao của nó là 12 hoặc 13 một chút các bạn nhé. Tức thì mình giá đẹp khoảng tầm 90%, trọng lượng tầm 2 kg. Đấy, hệ thống mặt trước là phay nhôm các bạn nhé. Đấy, có rất là đẹp luôn. Các phím chỉnh này, chế độ tắt này, băng này, FM này, các cái phím bấm này, hệ thống chỉnh chét này, cân bằng này, volume này, và các chỗ FM và AM các bạn nhé. Hàng nguyên zin nguyên bản rất đẹp, mặt trước đầy đủ anh em nhé. Bên sườn thì gồm nhiều các chuẩn kết nối vào ra âm thanh các bạn nhé. Em này thì sử dụng adapter 9V. Đấy, rất là tiện lợi cho các bạn sử dụng. Các bạn cắm vào cái adapter là xong. Bên mình bán sẽ kèm đầy đủ adapter cho cả nhà, anh em không sợ bị nhầm điện các bạn nhé. Tay cầm còn đẹp luôn, anten còn rất là sáng mà nhỏ gọn và đẹp, anh em vừa để sử dụng và vừa trưng bày rất là ok. Đấy, mọi chức năng hoàn hảo luôn. Mình xin test qua cho anh em nhé. Đấy, hai loa dính giữa là cassette là điều vô cùng nhắc đến thay tình thiên ngăn đổi. Nghe rất hay anh em nhé, tí rách, mua sản phẩm đây, giờ XF5. Tham gia chương trình xin giới thiệu doanh nhân Nguyễn Thị Khuyên, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Lasaki. Ta đi này, to luôn này. Tôi là Nguyễn Thị Khuyên, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Lasaki Việt Nam. Và lời đầu tiên thì xin được gửi tới quý thính giả nghe đài lời chào mừng nồng nhiệt nhất và lời kính chúc sức khỏe tới quý thính giả nghe đài. Và một gương mặt khá quen thuộc với khán thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam là CEO Lê Dung, tổng giám đốc công ty cổ phần đào tạo và phát triển nhân lực Nguyên Zin bên ngoài, bên trong đẹp như mới cả nhà nhé. Bạn đang theo dõi chương trình khởi nghiệp trên kênh thời sự của VOV1. Câu hỏi đầu tiên xin hỏi chị Nguyễn Thị Khuyên ạ. Khi mà tôi còn nhỏ thì rằng là Yên Bái là một trong những tỉnh nghèo và chậm phát triển so với những địa phương khác của cả nước. Anh em cần sản phẩm alo mình qua số điện thoại 0979 665 264.